Hương Thơ xin được trở lại với phần nói chuyện đặc biệt với Thầy Hành Trường để nói về Pháp hội Di Đà cuối năm nay vào 3 ngày, mùng 8, mùng 9, mùng 10 tháng 12 tại Anaheim Convention Center. Nếu quý vị muốn tham dự và có mọi thắc mắc xin liên lạc với số điện thoại ghi trên màn ảnh. Và trở lại câu chuyện hôm nay, thưa Thầy, hồi nãy Thầy có nhắc tới cái sức mạnh của sự cầu nguyện mang đến sự lành trị từ tâm hồn đến thể xác. Và cái yếu tố sức mạnh của cầu nguyện cộng hưởng từ hàng ngàn đại chúng với nhau cùng với tăng đoàn nữa Thầy, nó có thể làm cho chúng ta, giúp cho các người bệnh nan y như mình nói nhiều lần trong Pháp hội. Những lợi ích đến với Pháp hội là những người thân nhân nào có thể mang bố mẹ hay những người thân, mình có thể hồi hướng cho những người thân ở xa và có thể làm chuyển hóa cái nghiệp lực cho những ai có cơ duyên đến Pháp hội. Xin Thầy giải thích thêm về cái sức mạnh của sự cầu nguyện tập thể này. Cái sự cầu nguyện tập thể nó cũng không phải là cái mới lạ gì cả, nhưng mà nó có những cái, bây giờ người ta hiểu được những cái tính chất khoa học bên trong. Tính khoa học là chị biết là khi mà chị nhớ là khi mà mình exercise đó, khi mà thầy vỗ hai cái chân một cái đó, mà 100 người trong lớp của mình đó, khi mà thầy vỗ như vậy đó, thì mọi người vỗ hồi thì đồng bộ với nhau, đúng không? Đây gọi là cộng hưởng. Thì sau này nó có cái chữ gọi là entrainment, tức là làm đồng bộ cho nhau. Thì khi mà tất cả mọi người cùng ngồi với nhau đó, mà mình cùng đọc một câu chú với nhau đó, thì cái tim của mọi người sẽ từ từ đập cùng nhịp độ với nhau. Cái não bộ của mọi người sẽ cùng đi vô một cái sóng não với nhau. Cái đó là điều rất là quan trọng, mà cái sự lành trị đó chính là ở cái chỗ đó. Tức là khi mình đồng bộ với nhau rồi đó, mà cái câu chú, cái lời mà mình đọc đó, ý nghĩa của mình đọc đó, rồi cộng thêm nữa cái con người mình lúc đó mình ngồi im lặng, mình sẽ có cái thư giãn như vậy đó, thì ngay con người mình sẽ có sự cộng hưởng. Nếu mình nó có bình hoàng đó, thì là cái não mình nó bắt đầu, cái não, cái sóng não nó thay đổi này, cái tim đập thay đổi này, con người mình bị cả cái tập thể nó cộng hưởng, nó làm cho cái sóng trong người mình, cái cơ thể trong người mình. Trong một cái thời gian có khoảng 2 giờ đồng hồ, tại vì mình cần phải ngồi khoảng 1 giờ, 2 giờ đồng hồ đó, thì mình có bắt đầu có, mình gọi là cái trigger, cái sự thay đổi của người của mình. Cái đó là mình nói cái chuyện mà phàm phu tục tử, như cái mà khoa học chứng minh được. Tại sao mà họ tin rằng đó, và nếu mà chỉ qua tất cả những cái tài liệu mà khoa học mà nói về cái, tại sao mà trong cái văn minh con người, tại sao mà người ta lúc nào có cái chuyện mà tụ họp tập thể cùng nhau cầu nguyện, từ lúc mình ở trong cái hang động cho tới lúc mà mình thành cái bộ lạc, cho tới lúc mình thành một gọi là cái nation state ấy, cái quốc gia đó, cho tới lúc mà mình thành cái country, tức là một cái quốc gia, tức là nó tiến hóa như thế nào đó. Nhưng mà cái văn hóa mà tập thể đó nó rất là quan trọng. Người mình lúc nào cũng muốn nổi cái vòng tay lớn cả, vì tả ra cái đó là cách mà đồng bộ, làm cho mình alignment, tức là cái thân thể, cái năng lượng mình nó align lại với nhau. Đó là cách mà khoa học chứng minh, xã hội chứng minh, cái tập thể này chứng minh. Nhưng mà cái tâm linh này chứng minh là như thế này. Mình lúc nào mình biết cái phần mà hình như thường, tức là cái phần mà của cái tâm linh của mình. Cái tâm linh của mình đó là khi mà mình ở trong cái trạng thái đó, mà mình chuyên chủ, mình quên mình. Cho nên khi mình đọc cái câu chủ hay mình chuyên chủ vào một cái quán tưởng đó, thì dù trong cái trường hợp này là mình quán Đức Đại Bi, quán Thế Bồ Tát đó, mình có hình tượng ngài, mình quán, mình nhìn đó, thì từ từ đó mình chuyên chủ vào ngài thì mình sẽ không nhớ tới mình nữa. Và tất cả mọi người mà cùng chuyên chủ vào Đức Quán Bồ Tát thì cái mỗi giây mà tâm linh của mình ấy, nó sẽ nối lại với nhau thành một. Thì giống như thử là hồi nãy mình là cho mình vỗ tay đó, thì bây giờ cũng vậy. Nếu mà tất cả mà mình điều hướng về, mà mình điều hướng về Quán Bồ Tát, đều có một cái tâm chỉ mà hướng nhất đó, hợp nhất đó, thì thực ra là một cái sự lành trị của tâm linh. Thì cái đó là cái phần đầu tiên ấy. Nhưng mà muốn như vậy thì cái tim mình là phải đập như thế nào đó. Thì cái tên mình đập là cái tình thương. Cho nên những người mà mình tới đó, thì mình mong rằng là mình muốn tu dùng cho một người nào đó. Nếu mà chị có con, chị bây giờ chị thương con, chị muốn hồi hướng cái người con của chị. Cái tình thương đó là cái sự rung cảm mà làm cho mình nổi kịch cái phần tâm linh lại với nhau. Bạc này, bạc tới, bạc có thể chồng bệnh, thì bạc muốn cầu nguyện cho chồng. Thì cái tất cả cái tình thương đó nó cộng hưởng với nhau. Cái sự cộng hưởng của tình thương đó thì gọi là đại bi. Thì cái đại bi đó là cái mình lành trì cái tâm linh của mình, từ tâm linh mình đưa xuống cái thân thể. Cho nên con người mình là hai phần, là cái tâm linh và cái thân thể nó dính liền vào nhau. Và cái sự lành trì là bởi vì mình, mỗi người mình đóng góp một chút tình thương, cái tình thương nó cộng lại với nhau đó, nó có cái sức mạnh đó, để mình là lan tỏa, mình là thay đổi cái sự suy nghĩ, cái tình cảm và cái tình trạng của thân xác.
Cho nên đó là một cái đó mà khoa học bây giờ đó họ chứng minh rằng là cái sự hiện hữu của cái tâm linh qua cái sự lành trị. Cho nên bây giờ mình làm cái phương thức này là thật sự là mình trở lại cái phương thức mà từ xưa cả ngàn năm nay người ta đã từng làm rồi, là cái sự mà tụ họp tập thể với cái ý nguyện là phát triển cái tình thương hay là biểu hiện cái tình thương. Hồi xưa đó người ta làm những cái lễ đó là cái chuyện mà tụ họp lại là vì người ta muốn vui, chia sẻ cái niềm vui. Thì bây giờ mình tụ họp lại mình cũng chia sẻ cái niềm vui, nhưng mà nó hơn một chút xíu đó là mình chia sẻ cái tình thương nữa. Rồi bây giờ chị thấy không, khi mình mà đi chùa đó thì mình hướng vào một phía thôi, còn đi trong cái mandala đó thì mình hướng tất cả người hướng vào ở phía trong. Thì cái hướng nội là hướng phía trong đó, đó là cái làm cho cái tâm linh của mình nó mới bắt đầu nó mở ra, tại vì nó cho thấy rằng là mình chú ý vào bên trong. Thì ở giữa mandala là một cái tượng Phật mà mình gọi là cái tượng Đại Bi Quảng Thế Âm. À, thế nên mình nhìn vào đó để mình khởi động lên cái tình thương của mình. Vâng, thưa con, được vài người bạn chia sẻ những kinh nghiệm khi họ tới dự mandala, họ cảm thấy rất là xúc động và cảm thấy sự quy mô và long trọng và vấn đề tâm linh rất là gọi là mạnh mẽ tác động với họ, và họ cảm nhận những vấn đề siêu nhiên, những hiện tượng mà họ có thể hơi phản khoa học nhưng mà đó là vấn đề tâm linh mình không thể giải thích siêu được. Siêu khoa học, vâng thưa thầy. Còn một cái điều thực tế là muốn thực hiện một cái chương trình lớn như vậy, Hương Thơ nghĩ rằng cái khó khăn nhất mà là chỉ nói về vấn đề chi phí mà khoản đãi mà thức ăn chay cho một người, hai bữa cho một người, cho ba ngày thì cũng là tốn kém, mà từ trước giờ cũng nhờ sự đóng góp của nhiều mạnh thường quân phát tâm và cúng dường. Thế thầy, vậy năm nay cái sự đó nó có là khó khăn cho sự tổ chức một pháp hội lớn như thế không ạ? Lúc nào có khó khăn nhé, nhưng mà mình hy vọng là các bạn nghe chương trình các bạn giúp đỡ cho thầy chú. Chứ không gì là tại vì là mọi người đây là cái chuyện này cũng phải là của thầy, mà đây là mình ngồi mình nghĩ lại, đây là cái mình kiến tạo một cái niềm vui, và nhất là mình chia sẻ cái năng lượng tình thương với tất cả mọi người. Nó không phải là một cái business hay là một cái thương mại gì cả, thành ra là các bạn thương thì là các bạn giúp một người giúp một tay một chút thì là mình làm được việc, chăm chỉ hết. Thì lúc nào cũng thiếu cả, không cách gì mình đủ cả, nhưng mà năm nào mình cũng chỉ có làm được con lần thì mình không có đủ sức làm nhiều lần. Vâng, rất là tốn kém thưa quý vị. Quý vị cứ thử 2.000 người mà nhân cho được biết một cái phần chay mình không được mang vào mà mình phải nhờ, mình phải cái không, họ bắt cái hợp đồng trung tâm họ, phải, họ cung bắt. Cấp phải không ạ? Bắt mình phải mua cái package đó của họ. Vâng, và một phần ăn Hương Thơ được biết là có 25 Mỹ Kim. Thì 50 đồng cho một ngày, 3 ngày là 150 Mỹ Kim cho một người. Thì quý vị cứ nhân đôi lấy cái số người tham dự thì biết là chỉ đó là một phần phí tổn cho ăn chay, còn những cái chi phí khác rất là tốn kém. Mong những mạnh thường quân, những người có thể phát tâm cúng dường cho hội để hội có thể thực hiện thành công. Thực sự ra mình phát tâm cho hội, cúng dường cho hội thì nó chưa chính xác. Mình nên phát tâm cho pháp hội, cúng dường để giúp cho những người mà mình thiếu cái may mắn, thiếu cái tài chánh mà thiếu cái sức. Nhưng mà những người có rất giàu tình thương, vì các bạn biết cộng đồng người Việt mình không phải ai giàu cả. Mình sống có những người mà may mắn và những người phước đức, nhưng mà có rất nhiều bạn học với thầy thì là mình cũng không có nhiều cái nhân duyên mà và may mắn lắm. Thế nên mình không phải là cúng dường cho thầy hay là cho cái hội, mà mình nên giúp cho những cái người mà họ kém may mắn. Mình khi mình ở trong đất nước như vậy mình sung sướng thì mình chia sẻ, mà cái đó là cái lý tưởng của hội. Thì biết một sự là mình chỉ muốn làm một cái pháp hội, mình không có cách gì mình muốn sạc tiền hay là mình muốn cái gì, mình muốn mong rằng nó ai tới cũng thoải mái cả. Và các bạn lúc nào cũng nghĩ tới được cái này là cái chuyện là mình quan trọng nhất trong đời mình và quan trọng nhất cuộc sống mình là bày tỏ cái tình thương của mình. Cho nên cái đó là cái lý do mà tại sao đó mình muốn làm pháp hội này. Mình không nghĩ gọi là pháp hội, mình nên nói đây là một cái cơ hội peace gathering, là cái world peace gathering, là cách để mình quy tụ lại cái sự an bình trong người mình. Mà sự an bình là bắt đầu bằng tình thương, là nếu không có tình thương sao có an bình được. Cho nên cái sự hồi tụ cái an bình đó đúng hơn là cái pháp hội. Vì cái pháp hội nó nghe giống như thử là mình đi làm một cái nghi thức nghi lễ đó, nhưng mà thật sự đó mình không phải làm chuyện đó. Mình muốn làm sao mà cho cái tâm lòng của mỗi người của mình nó mới mở ra. Vậy mình đặt là pháp hội tình thương. Thôi tình thương, hát rất là hay. Vâng. Yeah. Thưa quý vị, ngoài việc mời gọi quý vị phát tâm cúng dường để hỗ trợ cho pháp hội tình thương năm nay thì có thể thực hiện thành công một lần nữa, thì hội cũng cần thêm 300 thiện nguyện viên. Nếu quý vị nào có thì giờ và có mong muốn được tham gia, xin liên lạc với số 714-631-7981 để ghi danh. Và trước khi kết thúc, xin thầy tóm tắt cái lý do
tất cả khán giả Sài Gòn TV nên đến với Tháp Hội năm nay? Thật sự ra đó, thường thường là mình hay nghĩ tới là hệ mà đi một cái chỗ nào thì mình phải được cái gì đó, nhưng mà thật sự ra đó, các bạn nào không con đi là con cầu phước con đi cái này, thì thật sự ra đó, nếu các bạn nghĩ đó, tới đó, cái pháp hội này đó, là hội tình thương, bạn sẽ không có được cái gì hết ngoài cái chuyện là bạn tới để bạn chia sẻ tình thương mình với những người khác. Thế nên mình có cái bài vị, bạn tới bạn đang cái bài vị, bạn cầu giùm cho người này, còn người đau khổ thì bạn cầu cho hết đau khổ. Tức là bạn tới để bạn chia sẻ tình thương, chứ thật sự là được thì chắc có được cái gì cả. Mà mình thấy rõ ràng là đối với người Việt Nam mình ở đấy đó, cái tình cảm, sự cảm thông và sự thương mến thì mình nó cần hơn là cái sự chia sẻ, chia rẽ hoặc là cái sự mà chống đối, mà hiềm khích lẫn nhau. Mình làm sao cái tấm lòng mình càng lúc càng mở rộng ra, chính cái đó là cái mà làm cho lý do mà tại sao mình muốn tu hành. Vâng, nhất là trong một thời điểm này có nhiều thiên tai và thầy nói là nhân họa nữa. Đúng. Và kính chúc thầy Hằng Trường luôn luôn được mạnh khỏe để tiếp tục trên con đường hoằng pháp của thầy, và có thể giúp cho cuộc đời đầy bể khổ này, là một bể khổ này, cho chúng con và mọi người được có một cái phao để bơi ra khỏi bể khổ, có thể đến bến bờ giác ngộ. Chẳng còn chiếc tàu cho cái phao thì không được. Kính thưa quý vị, một lần nữa xin mời quý đồng hương không phân biệt tôn giáo ghi danh tham dự để giúp lời cầu nguyện đem tới an bình và lành trị. Trong cái pháp hội này, xin liên lạc với số điện thoại mà Hương Thơ ghi trên màn ảnh, đó là số 714-561-5974. Xin cảm ơn quý vị và xin kính chào thầy.